Thưa quý vị, Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 16 xác định đẩy mạnh phát huy vai trò tổ chức đảng ở cơ sở trong việc cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của đảng về chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai nội dung này, những năm qua, đảng ủy xã Hà Mon, huyện Đắc Hà tập trung lãnh đạo chính quyền, vận động nhân dân, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác những tiềm năng lợi thế của địa phương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống mô hình tổ liên kết trồng cây ăn quả của chi hội nông dân thôn Bình Minh, xã Hà Mòn ra mắt cuối tháng 7 vừa qua là một trong những giải pháp trọng tâm được chi bộ thôn Bình Minh xác định nhằm nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân trong thôn. Với lợi thế có diện tích trồng cây ăn quả lớn cùng kinh nghiệm lâu năm thâm canh cây ăn quả, tổ liên kết được thành lập là điều kiện để kết nối, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, mở rộng diện tích, hướng đến sản xuất ra các sản phẩm nông sản sạch đáp ứng nhu cầu của thị trường từng bước xây dựng thương hiệu cây ăn quả của địa phương. Mỗi một hộ cá nẻ thì nó thành là là, là đơn đơn độc, gọi là nhỏ nẻ manh muốn thì không thể liên kết được. thì chúng tôi thành lập cái tổ hội nghề nghiệp mà cây trồng cây ăn quả, mục đích cuối cùng là hướng tới là, là có cái liên kết các uh, tri hội rồi là tổ hợp tác là hợp tác tiến tới phải phấn đấu nên thành hợp tác xã uh, tổ hội nghề nghiệp chúng tôi mà cũng mong muốn làm sao ấy, là nhân rộng trong toàn xã đều tham gia thì ở xã thành một cái hợp tác xã thì sẽ kết nghĩa với các cái doanh nghiệp và vừa là đưa cái khoa học kỹ thuật về cho nông dân vừa là bao tiêu sản phẩm cho nông dân để nâng cao cái cái thu nhập đây là mô hình điểm thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đắc Hà về cải tạo, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình để tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững. Trong đó, Đảng ủy xã chú trọng phát huy vai trò gương mẫu của các đảng viên là thành viên của tổ liên kết để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm khai thác hiệu quả diện tích đất vườn trong từng gia đình trong các loại cây ăn quả. Đến nay cho thu hoạch, góp phần nâng cao thu nhập. Cải tạo vườn tạp thì tôi cũng đã sửa đổi là trước kia là trồng mấy cái cây tạp nhưng sau đó chúng tôi sẽ là chuyển đổi sang là trồng cây uh, ăn trái mang kinh tế giá trị cao như uh, sầu riêng rồi bơ rồi thì là chanh cam nói chung là tất cả những cây có giá trị kinh tế cao từ hiện nay thì uh, đã có thu hoạch bắt đầu đang vào là thu hoạch chính thì, theo cái chủ trương của đảng như là gia đình sẽ là, là quyết tâm thực hiện thì hiện nay đã nghĩa là thực hiện được cái, cái uh, cái mô hình này thì mang lại cái kinh tế giá trị và cái cái, cái công sức chăm bón là nó vẫn nhàn hơn là là làm với cái các cây khác xã hà mòn có hơn 2.000 hecta cà phê ngoài việc tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật trồng trọt để bà con áp dụng tăng năng suất trong những năm gần đây xã định hướng nhân dân phát triển chăn nuôi nhằm đa dạng nguồn thu nhập tiêu biểu có gia đình bà hoàng thị hoán Ngoài hơn 2 hecta diện tích trồng cà phê sen canh cây ăn quả, để nâng cao thêm thu nhập, gia đình phát triển đàn dê theo hình thức nuôi nhốt chuồng. Hiện nay, trung bình mỗi năm, gia đình bán ra thị trường hơn 50 con dê giống. Nhờ chủ động được nguồn cỏ để chăn nuôi, mỗi năm trừ chi phí, gia đình thu về gần 80 triệu đồng từ đàn dê. Diện tích của gia đình là cô, giờ cô trồng sen cỏ voi đấy, rồi cô cho ăn với chi cô trồng thêm mít nữa cắt cho nó ăn. Hình của nó thì cô lấy ra rồi đến mùa, cô đến mua cô tụ là cả đóng đấy, sau đến mua sạt cá là cô cô trồn với vỏ cá cô ủ cô bỏ vào ken quả với tiêu đúng mà nuôi dê thì một năm thì nó đẻ được hai lứa. Cứ một một mẹ là lứa đầu nó đẻ một con, còn lứa thứ hai là nó đẻ Mình hai con. Một năm nó đẻ hai lứa nhiệm kỳ 2020-2025, xã Hà Mòn đề ra mục tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng một năm. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Đảng ủy xã đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tập trung vận động nhân dân tham gia vào các hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm liên kết trong sản xuất nông nghiệp, định hướng phát triển nông nghiệp đi vào chiều sâu theo hướng sản xuất hàng hóa, đồng thời phát triển đàn vật nuôi gắn với phòng chống dịch bệnh, phát huy hiệu quả những tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong quá trình vận động nhân dân thì thấy rằng là nhân dân hưởng rất cao. Cái việc phát triển chăn nuôi thì nó nó đang mang hiệu quả lớn cho kinh tế của mình. Thế bên cạnh đó cái ngoài ra cái việc chăn nuôi thì người ta còn tận dụng các nguồn phân, nguồn phân chuồng đấy người ta lấy ra người ta ủ lại thì đồng thời lại tái tạo được cái nguồn phân sẵn có cho nhân dân trong cái việc mà phát triển cái 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 cây trái thì bên cạnh đó là cái phân chuồng là rất quan trọng cho cây cần trái thế thì người ta ủ theo cái quy trình sạch để đảm bảo trong môi trường cũng như là cái, cái trong cây phân bón cho cây trái thì một vòng tròn từ cái cây cỏ mà ta tận dụng trồng cho con con con, con bò con dê ăn sau đó nó ra một cái nguồn phân phân chuồng người ta ủ lại phân chuồng đó là quay lại trồng lại cây cỏ và trồng lại bón lại cho cái cây cần trái đấy là một cái quy trình nhân dân đang tận dụng trong lợi thế điều kiện thực tiễn của Mòn hiện nay với truyền thống đoàn kết cùng với những định hướng kịp thời sát với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Tin tưởng rằng Đảng ủy xã Hà Mòn sẽ lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa xã sớm đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu nội trội từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2020-2025.